Xin chào mọi người, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình sau 2 năm giãn cách. Mọi người thấy cảnh này có quen không? Chuyến bay này của mình rất là đặc biệt vì mình được bay cùng với phụ huynh của mình. Đây là ba mẹ của mình nè mọi người. Vì là lớn tuổi nên ba mẹ mình sẽ đăng ký dịch vụ đi xe lăn nha. Nên mình sẽ được check-in ở một cái quầy riêng biệt. Sau một hồi thì cũng đã xong và bây giờ mình đã vô bên trong rồi nè mọi người. Bắt đầu chuyến hành trình du lịch sang châu Âu. Mọi người cùng đón xem hành trình bay của mình sẽ diễn ra như thế nào nha. Xin chào mọi người, và đây là Quỳnh Anh nè. Và mình sẽ giới thiệu một vài chiếc nhỏ cho máy bay. Thì chuyến bay này mình sẽ bay hãng Air France. Mọi thứ thì cũng rất là ok, ghế ngồi cũng khá là thoải mái, nhân viên thì cũng rất là dễ thương. Mọi người sẽ được một chiếc mền nhỏ nè, rồi một cái headphone, sau đó họ sẽ tặng cho bạn một ít bánh để ăn, rồi và một ly nước cam để uống. Mà mình bắt đầu đang thử này, cái bánh không có được ngon lắm nha mọi người. Chuyến bay này sẽ kéo dài 13 tiếng nên bắt đầu mình sẽ ngủ một giấc và mở một bộ phim lên để mình xem. Cái nón này là của mình mang theo á, vô tình là nó trùng hợp với cái mền luôn nên nhìn nguyên một bộ dễ thương thôi mọi người ha. Lúc này là bắt đầu khám phá, là ngồi dọc cái máy mình ở trước mặt đó để cho chiếc thời gian đó. Chuyến bay này rất là dài luôn, ai nói đi xa là xuống đâu, đi xa rất là cực đó mọi người. Bây giờ mới hiểu cái cảm giác mà ngồi máy bay lâu là như thế nào nha mọi người. Bắt đầu là mình ăn nè, đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày nè. Vì vị đồ ăn mình ăn chưa có quen đó, nên là mình xin phép order bị gói để mình ăn đó mọi người. Mà lúc này mình thấy cái ly mì gói nó rất là ngon luôn, nó thơm hết cái máy bay luôn đó mọi người. Mình không cần đâu có hay
chừng lên đưa anh làm voi chờ. Anh không muốn nghe hay từ thôi mà. Cause I know you bet trong một đôi hơn. Anh thừa nhận anh không ngoan ngạo, anh không có xa vời. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây từ khi ra đời. Nhưng mà babe you hot như là Cali. Lên tóc anh còn phải dừng đứng like Kakashi. Đây là bữa ăn xế mọi người. Gần tới nơi thì mọi người sẽ được phát một suất ăn đủ, bao gồm là bánh mì sandwich, sữa chua và một ít bánh ngọt. Nói chung là mấy món này nó cũng thường thôi. Mình đang ăn rất là no rồi, trước đó là ăn rất là nhiều luôn, nên là mình thấy không có được ngon cho lắm. Bây giờ chỉ lấy ra quay cho mọi người xem thôi, chứ cũng không có muốn ăn. Sau rồi mình sẽ cất trở lại. Sắp được thấy tháp Eiffel rồi mọi người ơi. Mọi người nhìn kìa, Paris dầu hiện đang rất mất rồi kìa. Trời ơi, tâm trạng đang lo lắng. Lúc này là chị Phương đang buồn sầu nghĩ rồi, nó không biết chị đang suy nghĩ cái gì mà chị cứ lo lắng hoài luôn. Tại vì đây là chuyến du lịch đầu tiên của Quỳnh Anh được đặt chân tới nước Pháp đó mọi người. Nên là chị đang biết là suy nghĩ thế nào cho cô bé đi chơi đâu. Hay chào tạm biệt người bạn nhỏ của mình nha. Mọi người nhớ follow để cho ba có tiền đi post đó. Slow nè. Nói đi con, nói đi. Subscribe cho Vinh Kê là đi vận đặt con trẻ. Máy bay bắt đầu đáp rồi nè mọi người. Cuối cùng thì hành trình 13 tiếng cũng đã kết thúc. Và bây giờ mình sắp được tới nhà rồi. Mừng quá đi. Đây là sân bay Charles de Gaulle nè mọi người. Sân bay này rất là lớn luôn. Mình sẽ được đi xe đưa đón này đặc biệt dành cho ba mẹ của mình. Nên là mình cũng được y tế luôn. Mình không phải đi đường ống vô trong nha mọi người. Cả nhà mình bây giờ sẽ đi vào trong sân bay và sẽ bay một chặng nữa là về Toulouse. Vì ở Paris cách nhà mình là rất là xa, cũng còn mấy trăm km nữa lận. Nên là mình sẽ bay về một chặng Toulouse nữa mới về tới nhà mọi người ơi. Đố mọi người biết bây giờ là mấy giờ? Bây giờ đang là 10 giờ tối đó mọi người. 10 giờ tối mà bắt đầu còn hoàng hôn nha. Cái thời tiết bên này nó hơi lạ nên làm cho mình một chút bỡ ngỡ. Lúc này là mình đang ngồi chờ ở sân bay để chuẩn bị lên máy bay để bay về Toulouse nè. Từ Paris mà bay về Toulouse là mất khoảng 2 tiếng bay nữa là mới về được tới nhà. Mọi người cùng chờ và đón xem nha. Đúng rồi, anh phải gọi là mẹ mắt nó có cái kia nó trong cái cà phê nó nằm lên lên mò nó sẽ bự ra sao mà nó bự vậy cho quay lên lại thôi sao mai có thu không sao mai 12 giờ. Ok, đây mình đi ra vườn trồng rau hàng ngày.
để mình ăn. Hôm nay con gái qua nên mình cho nó đi tham khảo vườn rau. Cho nó đi. Đây là nhà của người ta chứ không phải nhà của mình. Cũng dòng họ. Buổi sáng ở đây rất là yên tĩnh. 7 giờ. Bây giờ người ta vẫn còn ngủ tới 9 giờ. 7 giờ 31. Phải tới 9 giờ sáng mới có làng là thức dậy. Cái này là nhà 35 ở nhà khác hả? Đây là nhà vườn. Nhà vườn. Được đi vô luôn hả? Ủa nhà vườn mày sao được đi vô? Dậm lên có sao không? Sao đó. Trời ơi. Đây nhà vườn. Sao nhà rộng thế nhỉ? Vườn rau trái cây. Chưa thấy rộng. Mày về nhà ông ăn ghi mày thấy thê thảm không? Rộng mênh mông luôn. Còn là xe mét cây không à, cây figure nè. Nhưng mà cây này chưa có ăn được hay sao? Có một cây à hả? Trời ơi cây chua kìa. Đây là rừng vườn cây ăn qua rau quả. Để ăn. Đây là trồng để ăn không ấy nha các bạn, chứ không có bán đâu nha. Coi nè, cà chua nè. Thấy không? Ui, đây là cà chua nè. Đây, nguyên một vườn cây sơ ri đó Quỳnh Anh ạ. À, bên đây hết mùa rồi đó, hai cây sơ ri đó. Ui, nay hết mùa rồi. Đây, cô đờ bóp nè. Tí nó kêu ông hái cho mấy trái cà về ăn. Đâu có thuốc đâu mà sợ. Đây là nho. Các bạn mà thấy nho nhưng mà nó đẹp nhưng mà nó chua lắm. Đây là bí đỏ. Cà rốt thì nhôm nhổ hết rồi. Cà rốt đằng kia không nhổ hết rồi. Nho bên kia có trái bự không hay là trái nhỏ? Trái to hả? Đây, nho đấy các bạn ơi. Nhưng mà nho trái này còn nhỏ lắm. Còn xanh. Đây là cây sơ ri. Nhưng mà hết mùa rồi. Nên chỉ có thấy cây không à. Chùa tế đáy. Đây là cây sơ ri. Thiên Nga bị gục đầu. Ồ, có chó. Chị hello. Trời ơi, không giữ không? Không giữ không? Không giữ cơ. Cô là bữa tiết đậu. Tên gì mẹ? Ở đường bên này nó có vòng đó mẹ. Trời lá mà ngồi không cũng thấy chóng mặt. Đó ngồi còn phải thắt xích pin. Đi ngang qua luôn nè.
Quỳ nó nói cái này cắt rồi về nấu cháo làm gì trên trời ơi chết đi chưa quỳ quỳ ô lô lô thất thù với bà lỗ lỗ chứ sao ăn nữa tao lỗ chứ. Il y a ceux qui reviennent du bassin d'Arcachon, il y a ceux qui se rendent, et forcément cela crée des difficultés. Difficultés également dans la région de Brive-la-Gaillarde sur les autoroutes. Được không? Đậu ở đây á, nhanh lên thôi, leo lên xíu được rồi. Rồi thôi được rồi mẹ. Cũng được rồi, lâu đài mà. Rồi.